Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ đi rank cùng hai cô gái của team Fox. Và chúng ta sẽ gặp team Clan Gainer, toàn những bố lão thôi. Vâng, gọi cô gái thì hơi bị sai, chúng ta sẽ gọi là chị gái cho nó chất nha. Vâng, Jinjin đâu rồi? Nghe nhắc đến Jinjin rất là nhiều nhưng mình chưa có cơ hội trải nghiệm hay là bắn cùng. Thôi, trải nghiệm thì bỏ qua đi, bắn cùng thôi. Trải nghiệm thì hơi bị sai sai rồi. Hôm nay mình sẽ bắn khẩu AWM Inferno Dragon. Mỗi khẩu súng cũng khá là kỳ cựu. Này thì lấp ló ở khu vực hẻm B này. Thích không? Cái độ ảo lòi của nó thì khỏi phải bàn rồi. Nó bắn rất là nhanh. Nhưng mình bắn 3Z xong thì chuyển qua cây này bắn không có quen anh em ạ. Mình phải vào luyện tập cũng khá là nhiều. Đấy. Tại vì nó vẫy tâm thì khác 3Z rất là nhiều. Gì đây? Lòi ra. Một thằng ở khu vực AB. Và trong B cũng có. Mày lấp trong B này, nghĩ gì lao ra. Còn một thằng AB nữa thôi là team nó sẽ clear. Sai B không. AB mình đăng kênh này, chỉ cần nó lao ra thôi, nó biết ngay à. Cái gì ấy? Trong B hay là AB ta? Đấy biết ngay mà, AB thằng nào nó cứ ném bom vào. Mình cứ tưởng là trong B. Vâng, cũng tò mò anh em ạ. Pha đấy thì thấy nó lấp ló vào AB rồi. Đến sau thấy anh em cứ chĩa cái nòng súng vào khu vực B ấy, làm mình tưởng nó vào B. Vâng, không thằng nào dám lòi ra khu vực hẻm B, hẻm A. Vâng, ném bom nhiều thế. Rồi, nó ném khói các kiểu để che đi cái khu vực hẻm B rồi. Thôi, bỏ đi. Rồi mít cũng khói. Vâng, khói đầu nhiều thế. Anh em bòm đầu lắm quá. Ít thôi. Che hết cái tầm nhìn. Bảo làm sao snip qua được. Và mình nghĩ là không có ai đâu. À nó đẩy sang kìa. Ôi ơi, 86 tiết. Ê bắn AW thì ghét một cái là lâu lâu đam nó hay bé đột xuất. Thành ra thì thực sự là rất là bực mình với những cái pha như thế. Rõ ràng chúng ta có thể liếm rồi. Rồi chết hết, tìm chết hết. Vâng. Để cho mình gánh như thế này thì làm sao mà chơi được. Bắn nó gà rồi. Bắt phải gánh tim cơ. Ok, I'm fine. Rồi anh em đẩy lên đi. Sao tụi nó không đẩy lên nhỉ? À đây. Được, ma Z này. Lòi cái mặt ra xem. Vâng, chắc là mình sẽ đi chậm vào cái khu vực hẻm A. Rồi mình chỉ đợi nó cong lên thôi. Nhưng nó không cong lên thì mình sẽ đi vào. What the hell? Đâu rồi? Ôi, hay lắm, được, tuyệt vời. Chơi rất là hay. Vâng, một pha mà đi chậm vào khu vực cầu. Đó là mình sấp mặt lờ. Vâng, không sao, mình sẽ trả thù. Đấy, không thằng nào đi vào hẻm A ta. Vâng, mà có đi vào thì cái AWM này nó cũng không ăn được đâu. Thực sự mình bắn không quen. Đấy, những bác mà bắn hay rồi thì mình không nói, nhưng mình mới tập bắn qua 3Z chuyển qua AW thì nó khó khăn rất là nhiều. Đấy, bên kia bắn 3Z xong cứ chuyển sang là AW. Đấy, cứ thấy mình là học theo thôi. Đấy, cứ học theo đi. Anh em sẽ biết mùi. Này thì nhảy này, đua TMP. Hết chưa? Ok. Lách này, ok. Lão thất. Còn một thằng nữa thôi. Ủa, hết cả hồn. Vâng, mình canh me rất là chuẩn xác. Rồi, chúng ta sẽ cùng cố gắng để win round đấu này nào. Cố lên. Clan Gainer cũng khá là mạnh. Nhưng chúng ta không được để thua. Hôm nay bắn với team Fox mà. Cố kiếm một cái clip thôi. Cái gì đẩy lên à? Có lắm.
AWM ở đây. Nó ra nó spam đạn cực kỳ linh là nhanh ấy. Nhưng đạn nó bay hay bay linh tinh lắm, mình bắn không quen. Bắn 3Z nó bay chuẩn xác, cảm giác nó sướng hơn nhiều. Vâng, với lại đục thùng các kiểu nữa, nó bắn rất đã. Còn cây AWM này, ô nó lại qua cầu kìa. Vậy nồi. Con cây AWM này nó thực sự là nó không đục thùng được. Đâm ra mình không thích. Chứ cây này thì nó ảo lắm. Các bạn nếu bắn hay thì nó kiểu như bắn như hết. Thế luôn. Còn hai thằng nữa. Thì vời. Vâng, lại để mình gánh team DM. Hay lắm. Biết rồi. Đi qua cầu mấy ông cứ vào đấy để nó giết. Mấy nồi. Ôi, nắp trong này. Hay lắm, mình cứ tưởng là ở bên B nó nhìn sang cơ. Tại vì cái bom đó nó chết chết ngay cái khe cửa ấy. Thì mình cứ tưởng là nó nấp bên cái khu vực B ngắm sang. Thế theo nào. Trời vãi nổi thế. Ủa ôi, ném bom, nó đáp bom nhiều lắm. Anh em bình tĩnh thôi. Từ từ nào. Nó bật kèo bây giờ. Dã nhau ầm ầm ý chứ. Anh em bình tĩnh thôi, đừng đẩy nhanh. Đợi mình với. Ôi, cái gì ấy? Nó nhảy xuống nước, bắn sấy các kiểu. Vâng, team mình chết tận hai người. Cho mình sẽ đi vào khu vực hẻm A này để cover đồng đội. Tại vì anh em hay thất thủ ở cái khu vực A này. Hẻm A. Ngắm sang B. À, nó dưới này này. Ô đậu xây ở trên trên A nó bắn sang nữa. Thật là VL. Vâng. Biết là nước rồi. Đang ham hố cái thằng dưới nước thì bị cái thằng trên A nó giết. Vâng, rất là xàm lờ. Vâng, không sao. Không sao, không sao. Chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để chiến thắng. À, ném bom này, yêu lắm cơ. Vâng, bom đâu đáp linh tinh. Rồi khói ơi, đẩy không lên được đâu bạn ơi. Team mình vừa phát động đẩy lên, đẩy full khu vực hẻm B. Nhưng thực sự nó ném khói thì khi mình lao vào nó rất mất tầm nhìn. Bình tĩnh thôi. Ôi lại chết này. Đùa. TMP mạnh thế. Vâng, không sao. Cố lên, chúng ta sẽ bật được kèo. À, hay lắm. Bắn cung mắc hay luôn. Rồi, nó ném flash để đẩy lên này. Hay, vâng. À, cái gì này? Ôi, mình cứ tưởng là team mình đang hơn để đẩy lên. Rồi, bị thanh niên Fox Annie đẩy sang hình như từ khu vực nào hay sao ấy. À, chứ nhầm, cầu. Rồi, ham sấy hẻm B lên cho cố vô. Để chết xàm. Rồi đây đây đây. Đây thì tôi không xong rồi. Khó quá, cái tâm của cây này nó ảo lắm anh em ạ. Thế luôn ấy, nó không như 3Z. Rồi tới xong, thôi xong. Rồi tính lên cover nhưng không được rồi, lùi thôi. Nghĩ gì? Lao lên à? À còn này, 44 tiết. Mới lấy qua 1 giây thôi. Hiểu ngay cái mùi. Mùi của Diabon Beast. Lao ra. Bạn cứ thích thì bạn cứ lao ra thôi. Cái này sướng nhất là những cái khoản solo ấy. Thì nó rất là ưu thế. Còn những cái khoản mà ke các kiểu thì thực sự là mình thấy mình không đánh giá cao cái khẩu này. Rồi, cố lên. Bọn này đang ở cầu. Cam cầu. Nghe tiếng chân rất gần. Rồi một bé, còn thằng nữa. Thôi té rồi, 25 tiết không chơi được. Ủa ôi, nó đẩy luôn. Đậu xanh, TMP. Nghe thế. Nó đi vào
Hẻm A. Mình nghĩ là nó sẽ về A. Các bạn tin không? Hay là nó đánh lừa nhỉ? What the fuck? Cái pha đấy đáng nhẽ mình nên lao vào bem luôn. Tại vì kiểu gì đi lùi nó cũng chết. Pha đấy xử lý hơi bị kém. Lấy snip ra bem luôn. Chán thế. Pha đấy xử lý hơi bị run tay các bạn ạ. Tại vì khi mà làm clip thì gặp team mệnh nó áp lực lắm. Kìa. Ôi thôi xong rồi. Tiếc thế. Không sao. Chúng ta sẽ bật kèo. Cố lên. Nãy giờ tua hơi bị xà rồi đấy. Vâng, chúng ta sẽ bật kèo. Vâng, nếu mà bật không được thì chúng ta sẽ hưởng trận thua thôi. Không sao. Rồi cố lên bắn bình tĩnh thôi. Làm gì mà căng. Không cần đẩy lên hầm hố như thế đâu. Chúng ta cứ đi bình tĩnh thôi. Hoặc cho mình sẽ vào khu vực hẻm A để cover. Tại vì B thì mình thấy mình không đẩy vào được. Chỉ có hẻm A mới là nơi mình nên đi vào. Đấy, không biết là nó ở đâu. Mình nghĩ nó nằm trong B có này. AB có này. Đấy. Ủa ơi, thấy cái tay trong cua cái đường tàu rồi. Tự nhiên rút 3Z bon bít. Ghê vãi. Chắc là snip. Kinh quá. Gì cơ? Xây đi. Xây tiếp đi bạn ơi. Mình cần điều đấy. Vâng, khẩu này không thể đục thùng được. Chán thế. Từ từ thôi bạn ơi. Bên này có snip ấy. Nó không qua đây à ta? Trời ơi. Từ xem nào. Mình sẽ đợi nó qua bên 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 này mà. À, nó đứng bên này. Chán thế. Úi dồi, ném bom các kiểu luôn. Thế nên cầm 3Z. 3Z thôi. Xế chết bà nó luôn. Đậu xanh đi vào đây này. Thích không? Còn thằng nữa. Rồi thôi xong rồi. Sao bị nó xế chết thế kia? Vâng không sao, mình sẽ vào B để cam nó. Ủa ôi. Ủa ôi, còn một tiết. Rồi. Rồi, may quá. Cứ tưởng là nằm xuống rồi. Hên vãi. Vâng hết pin rồi, bye bye tem. Rồi rồi, bỏ đi bạn ơi, chúng ta sẽ bắn thêm trận nữa. Chưa thua đâu. Rồi chạy qua, chúng ta sẽ đến với trận quyết định. Hơn hay thua là phụ thuộc vào cái round đấu này. Áp lực lắm. Anh em bình tĩnh thôi. Phải thắng cơ. Hỏi lại đẩy lên. Ok, mình sẽ đứng sau cover. Ủa ơi. Lao ra như một vị thần ý. Vâng, nằm xuống như một thằng đần. Và khói được đáp lên. Rất là mù mịt. Hay mình đi hẻm A ta. Rồi hẻm A chết rất là nhiều. Bên nó còn đúng 3 thằng thôi. Anh em đừng phi mạng. A đủ. AB này. AB này. Úi xồi, thanh niên snip. Pha đấy đáng nhẽ mình chết cơ. Nhưng may là mình không chết. Hư cấu. Đây rồi. Còn AB.
Này thì A, B này, đua TMP này. Nghĩ gì? Gì đây? Còn gì đây? Thằng này yếu rồi bạn ơi. Lên luôn. Sợ đích gì? Ôi, ăn luôn thì ngon thế. Ôi, chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh hộ mình nha. Bye bye tất các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye mọi người. Vâng, gặp team quá mệnh. Hết cả hồn, cứ tưởng là thua cơ.